Thưa quý vị, vào chiều ngày 29 tháng 6, anh Hà Quốc Quy, ngụ phường 28 quận Bình Thạnh thành phố Hồ Chí Minh, đã làm thủ tục bàn giao con chim cổ trắng quý hiếm mà anh bẫy được cho nhân viên thảo cầm viên thành phố Hồ Chí Minh để chim được chăm sóc tốt hơn. Đây là con chim cổ trắng hay còn gọi là chim điên điển, là chim quý hiếm thuộc nhóm 1B. Trước đó, chiều 28 tháng 6, trong lúc giăng lưới quanh hồ nước trước nhà ở khu vực Thanh Đa, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh, anh Quy phát hiện có con chim lạ có cổ và mỏ dài, chân giống chân vịt, nặng hơn 1 kg lặn dưới nước, nên tìm cách bẫy và bắt được. Ngày qua là anh em mình ra thăm lưới, thì mới thấy một cái con chim lạ mà nó nhảy xuống nước nó lặn. Thì anh em mình mới lấy lưới bén giăng. Mấy hôm trước anh em làm mình đã thấy nó rồi. Nghĩ nó có tổ trong đâu trong cái lùm bụi lùm bát á, nhưng mà mỗi lần lại quan sát thì cái bụi bát nó cũng thấp như ngay cái người mình thôi, nên thấy không có tổ. Mà thấy mỗi lần nó nhảy xuống thì nó trong cái miệng nó ngậm một cái vật như đây, lúc mà bắt được là thấy cái vật này nè, nó ngậm chặt vô miệng á, nên nó bay không có xa mà nó xà luôn xuống ruộng rồi nó lặn. Thì mình nói nghĩ là giăng lưới bén nó sẽ dính, thì sau khi mà giăng lưới bén xong á thì anh em mình lùa hiện chúng nó nổi đầu lên, nó chui vô lưới bén. Thì anh em mình bắt lên thì thấy cái miệng nó ngậm chặt cái này vô miệng á, nó mở miệng ra không được, thì có thể là nó mới bị dính cái này vài ngày nên có thể nó còn sống chứ mấy là nó cũng không ăn được, nó không mở miệng được. Mà sau đó thì anh em mình mới vô thì không có biết tên nó nên mới lên mạng tìm kiếm thông tin, thì mới biết nó là loài cổ rắn quý hiếm. Thì mình mới ngay lập tức thì mình gọi liên hệ với bên thảo cầm viên Sài Gòn á để mình bàn giao, mình tặng lại. Theo nhân viên thảo cầm viên, chim cổ rắn sống trong môi trường nước ngọt hoặc nước lợ. Thức ăn của chúng là côn trùng, tôm tép, ếch, rắn. Mời quý vị và các bạn truy cập vào Báo Thanh Niên theo địa chỉ thanhniên.vn và đăng ký kênh YouTube của Báo Thanh Niên để biết thêm thông tin chi tiết.